Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Kiến thức tiêu dùng ngày hôm nay. Xin chào Hải Triều. Xin chào quý vị khán giả. Chào Hồng Thanh. Quý vị thấy không, Hồng Thanh bên đây diễm quá đúng không ạ? Mặc áo dài đi quay chương trình nữa chứ. Bởi vì là tất cả mọi người đang hưởng ứng lễ hội áo dài của thành phố mà, cho nên là Hồng Thanh mặc áo dài đến với chương trình Kiến thức tiêu dùng ngày hôm nay thì cũng bình thường thôi. À, Hải Triều quên mất, mọi người đang hưởng ứng lễ hội áo dài. Nhưng mà Hải Triều thắc mắc là không biết là Hồng Thanh có thường xuyên mặc áo dài không? À, có chứ. Thanh thường mặc áo dài trong những cái dịp quan trọng như là dịp lễ Tết vừa rồi nè, Tết Nguyên Đán vừa rồi nha. Rồi trong một số những cái ngày lễ đặc biệt hay là đôi khi đi chụp ảnh cùng với bạn bè nè, thì mình cũng rất là thường xuyên mặc áo dài và đi dẫn chương trình nữa chứ. Như vậy là áo dài là thường xuyên có mặt với lại Hồng Thanh ở nhiều sự kiện và nhiều nơi đúng không? Đúng rồi. Mà Thanh có rất là nhiều cái áo dài ở nhà luôn đó. Mà biết sao mà Hải Triều lại hỏi Thanh câu đó không? À, tại sao? Đúng rồi, nãy giờ cũng đang thắc mắc. Là như thế này nè, tại vì có mấy chị em phụ nữ họ nói á, là mặc áo dài phiền phức lắm, cho nên là họ chỉ mặc trong những cái trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Đó, cho nên thấy Hồng Thanh mặc áo dài thường xuyên như vậy cho nên cũng hơi thắc mắc một chút xíu. đúng là thật ra là Thanh cũng biết là có nhiều cái lý do để các chị em phụ nữ mình hơi mặc ngại mặc áo dài thường xuyên. Nhưng mà thật ra là Thanh nghĩ như vậy nè, nếu như mà nói mặc áo dài mà phiền phức mà khó chịu á, thì quý vị cũng có thể thấy là các cô giáo của mình từ hồi các cô giáo mà dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, Triều có để ý không? Rồi. Ngày nào mấy cô mình lên lớp cũng mặc áo dài nè. Đúng rồi. Rồi rất nhiều những cái ngành nghề khác như là các bạn làm ở những cái dịch vụ nè, mấy bạn làm ngân hàng cũng vậy, ngày nào mấy bạn đó cũng mặc những cái tà áo dài. Cho nên nếu nói là phiền phức thì là chắc không đến nỗi như vậy đâu. Nhưng mà ngược lại thì mỗi lần thấy những cái tà áo dài tung bay thì mình lại cảm thấy rất là thước tha, rất là duyên dáng đúng không? Rồi, đồng ý với Hồng Thanh luôn. Cho nên là mình mới thấy là mặc áo dài thì cũng phải biết cách mặc, rồi mặc ở đâu, lúc nào và lựa chọn chất liệu, kiểu dáng nào để mà chiếc áo dài tôn lên vóc dáng. Đó mới là điều quan trọng đúng không Hồng Thanh? Chính xác luôn. Hồng Thanh thân mến, nói đi nói lại, nãy giờ thì Hải Triều thấy rằng là Hồng Thanh diện trên mình bộ áo dài hoa ngày hôm nay á, nhìn thì cũng hơi lạ so với thường ngày, nhưng mà cũng thước tha và cũng đẹp lắm chứ bộ. Cũng dễ thương chứ đúng không? Chính xác. Bạn Triều được cái nói đúng nè. Mà áo dài thì luôn là trang phục được phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn, bởi vì nó góp phần tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Hơn thế nữa, áo dài còn là trang phục truyền thống, là văn hóa, cho nên là dù mặc ở đâu, xuất hiện trong hoàn cảnh nào thì cũng rất là phù hợp và duyên dáng. Ý này thì Hải Triều đồng ý với lại Hồng Thanh nè. Và nhân nói đến câu chuyện áo dài á, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh và lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 vừa được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Với thông điệp tôi yêu áo dài Việt Nam, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ diễn ra trong suốt tháng 3 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tất cả nhằm mang hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam đến gần nhất. Quý vị đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài bản hòa ca mùa xuân của nhà thiết kế áo dài Lan Hương. Màn đồng diễn của hàng ngàn tà áo dài Việt đã làm đứt lòng du khách và người dân tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, tiết mục đồng diễn được thực hiện bởi 3.000 người là các chị phụ nữ, các em nữ sinh đến từ nhiều cơ quan, trường học ở thành phố. Chương trình mang đến một cái nhìn mới về áo dài Việt Nam, không chỉ tạo nên nét đẹp riêng cho mỗi người phụ nữ, mà còn rất đẹp khi trở thành đồng phục, khi hội tụ với quy mô lớn. Kính thưa quý vị, nói một cách khác thì áo dài đã đi sâu vào trong lòng người Việt Nam. Áo dài là một biểu tượng văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của người Việt Nam, đó là điều không thể phủ nhận được. Vấn đề còn lại là chúng ta nên mặc áo dài như thế nào để có thể phát huy hết vẻ đẹp tiềm ẩn của chiếc áo dài. Đó mới là điều mà chương trình Kiến thức tiêu dùng hôm nay muốn gửi đến quý vị khán giả. Và chính vì thế, để giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề này, ngay bây giờ Hồng Thanh sẽ đi gặp một nhà thiết kế và người này sẽ tư vấn cho quý vị hiểu rõ thêm về chủ đề mặc đẹp cùng áo dài ngày hôm nay. Đồng hành cùng với Hồng Thanh trong chương trình Kiến thức tiêu dùng ngày hôm nay với chủ đề mặc đẹp cùng áo dài, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Trương Đặng. Xin chào Hồng Thanh và xin chào quý vị khán giả. Anh Trương Đặng, với anh kinh nghiệm thâm niên của mình đã gắn bó nhiều năm với lại cái lĩnh vực thiết kế may áo dài, thì để một cái chiếc áo dài có thể
tôn được một cách tốt nhất về cái vóc dáng của người mặc nè, và thậm chí là cái tuổi tác của người mặc nữa. Mình nên chú ý những cái chi tiết gì, chẳng hạn như là về chất liệu hay là về cái màu sắc như thế nào, họa tiết như thế nào, thì nó sẽ mang lại những cái hiệu ứng tốt nhất ạ. Cái việc mà mình tìm ra những cái tiêu chí để lựa chọn một chiếc áo dài thì nó nằm ngay chính tại cái người mặc. Tức là một người phải hiểu hết về cái cơ thể của mình và biết cái sự tương tác giữa những cái công việc hàng ngày của mình nè, thậm chí là những cái đặc trưng, ví dụ vị trí xã hội khác nhau thì cũng mặc những cái thiết kế khác nhau và cái loại chất liệu khác nhau, hay là một cái khả năng chi tiêu khác nhau cũng đưa đến những cái lựa chọn khác nhau. Cho nên cái việc mà mặc một chiếc áo dài đúng nhất với mình, nó sẽ tạo ra cái nét đẹp tự nhiên. Thì đa phần người ta hay nghĩ sai là phải tìm chiếc áo dài đẹp để mình mặc cho đẹp. Cái điều đấy không phải, chiếc áo dài chỉ 50% thôi, chủ nhân của nó mới là người quyết định phần lớn. Dạ, như vậy có thể thấy là cũng không có một cái chuẩn mực cố định nào cho một cái chiếc áo dài đẹp, đúng không ạ? Nó phải tùy thuộc vào cái người mặc, chủ yếu là mình biết những cái ưu, những cái khuyết của mình như thế nào để mình có thể lựa chọn được một cái tà áo mà hợp nhất với mình, phải không ạ? Và nó sẽ còn đẹp hơn khi mà người mặc biết được những cái trào lưu về thời trang cũng như là cái phong cách sống của mình, điều kiện sinh hoạt của mình và những cái gì đang xảy ra ngoài xã hội, để tìm được cái sự tương ứng mà nó hài hòa nhất thì cái chiếc áo dài sẽ đẹp nhất. Vậy thì anh Trương Đặng có thể tư vấn cho Hồng Thanh và quý vị khán giả được rõ hơn một chút là với từng cái dáng người cụ thể thì mình nên có những lưu ý gì không ạ? Có những cái điều rất là cơ bản là, ví dụ mình nói áo dài thì áo dài không được ngắn trên gối, nếu không nó không còn là áo dài nữa. Nếu mà vẫn bám theo cái tiêu chí là một chiếc áo dài cần phải tạo ra gió thì cái điều đó sẽ rất trở ngại đối với những người chủ nhân muốn tạo ra một cái thần thái với áo dài, sẽ rất khó, tại vì nó không có cái độ rũ đủ, nó không có độ rộng của cái tà áo, thì lẽ nhiên khi mình di chuyển nó sẽ tạo ra ít gió, tà áo nó sẽ không có đẹp. Cho nên là một chiếc áo dài thì nên phải dài ít nhất là qua gối. Hoặc là những cái việc kết hợp của một đa phần thì áo dài nó có hai cái form dáng chính mà người mặc sẽ có thể lựa chọn, tùy cái biên độ khá rộng từ việc ôm sát cơ thể cho đến suông rộng, thì tùy mỗi người sẽ cảm thấy là mình muốn khoe tất cả các cái đường nét cơ thể của mình. Nếu mình chọn là một cái form mà ôm sát cơ thể thì nên là vải tương đối dày. Và một cái điều quan trọng khác nữa là mọi người hay nghĩ rằng áo dài là một cái trang phục mà nó có thể thể hiện hết được cái độ hấp dẫn, sexy của cơ thể người phụ nữ. Điều đó cũng không có gì là sai luôn, nếu mình biết cách căn chỉnh nó để cho mình đưa ra cái hiệu ứng nó đẹp nhất. Ví dụ mình quá ký, ví dụ mình quá tuổi thì mình vẫn hiểu là mình nên lựa chọn cái chất liệu mà nó thấy mình thoải mái, chứ không phải để cho nó thiệt là ôm. Cái việc lựa chọn về các cái màu sắc hay là cái trang phục nó hợp với cái cá tính của mình thì nó sẽ đẹp nhất. Tại vì là mỗi một cái mẫu hoa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của những tà áo dài, đúng không ạ? Người ta nghĩ là áo dài phải cần may đo rất là kỹ lưỡng theo cái vóc dáng của từng người. Nhưng mà hiện nay thì lại có thể thấy là có một cái trào lưu của những cái chiếc áo dài may sẵn vẫn được người tiêu dùng rất là ưa chuộng, bởi vì sự tiện lợi cũng như là nhanh chóng trong cái việc mà chọn mua một chiếc áo dài. Vậy thì quan điểm của anh về cái vấn đề này như thế nào? Một người khi mà mặc đúng cái áo dài đấy của mình rồi, với cái số đo đấy rồi, thì thường họ sẽ đi với cái nhà may đấy qua rất là nhiều chặng đường. Từ thời là con gái, tới thời lập gia đình, tới thời có con,
mang cả con gái tới cùng một nhà may, cái đó là một cái nét đẹp rất là hay mà thường trang phục truyền thống nào ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới thường họ cũng có như vậy. Tuy nhiên là những người thợ may như vậy bây giờ tìm sẽ rất là hiếm hoi, không thể nào mà có đủ cho lượng người mặc. Thì cái việc tạo ra những cái áo dài mà theo cái khuôn rập á, nó cũng có cái hay riêng của nó, là tại vì nó được cân chỉnh qua nhiều người, qua nhiều khâu, qua nhiều cái sự hỗ trợ về kỹ thuật này, về cái sự phát triển của những cái phát minh nữa. Cho nên thì những cái áo dài mà may sẵn với một cái xưởng tạo áo dài á, thì thường cái form áo dài đấy được cân chỉnh rất là nhiều lần. Cho nên đôi khi mình lựa chọn những cái chiếc áo dài may sẵn của những nhà thiết kế thì cũng có một cái lợi thế hơn là mình mặc vô dễ đẹp và không có tốn thời gian. Và nhìn về quá khứ thì rõ ràng là chắc là anh Dương Đặng cũng sẽ nhận thấy một điều là có những cái khoảng thời gian mà chiếc áo dài dường như nó lại bị lấn át bởi rất là nhiều những cái kiểu dáng trang phục khác. Thế nhưng một vài năm trở lại đây thì mình lại thấy là một cái tín hiệu rất là vui khi mà cái tà áo dài truyền thống của dân tộc nó lại xuất hiện trở lại, và không chỉ có những thiếu nữ nè, các chị, các cô, mà thậm chí là các bé thiếu nhi hay là các anh nam giới thì cũng đều có thể tự tin diện cái chiếc áo dài lên trong rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau như vậy. Rõ ràng là mình thấy cái màu sắc dân tộc nó thể hiện rất là rõ, đúng không anh? Là liên quan đến cái áo dài dành cho các bé thiếu nhi thì cái đối tượng này thì cũng thường xuyên xuất hiện trong những cái tà áo dài, mà Hồng Thanh quan sát thấy là các phụ huynh á, thì ít khi nào mà đi may đo áo dài cho con mình lắm, mà sẽ ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm may sẵn. Thì anh thấy là cái việc lựa chọn này nó có hiệu quả hay không ạ? Hiện nay đa phần thì mọi người hay muốn mua áo cho trẻ em vào cái dịp Tết chẳng hạn. Dạ, đúng rồi. Cho nên là những cái họa tiết thường nó rất là sặc sỡ. Thứ hai nữa là vì mặc có một lần thôi cho nên đại đa số vẫn chọn mua những loại vải không có phải là vải tốt. Cả hai cái điều này nó đều đi ngược lại với những cái giá trị cốt lõi nhất của áo dài. Áo dài nếu mình mặc cho trẻ con, nó cũng giống như là một cái phương pháp để giáo dục về thẩm mỹ, về truyền thống, về rất là nhiều những cái nét sinh hoạt khác của người Việt. Cho nên nếu mà lựa áo dài cho trẻ em thì điều tối quan trọng cũng giống như là bất kỳ một cái trang phục nào cho trẻ em, là nó phải là loại chất vải có thể nâng niu cơ thể của em bé, không có gây kích ứng, có màu sắc hoặc là những cái họa tiết, thậm chí các đường may cũng vậy, càng phải đẹp y như áo người lớn. Khi mà mình gieo vào cái suy nghĩ non nớt của trẻ con những cái nét đẹp mà nó căn cơ, nó chính thống như vậy, thì từ từ các em sẽ phát triển lên, lớn lên và sẽ biết yêu những cái giá trị truyền thống, và cũng tương tự như vậy, cũng sẽ lại mặc những chiếc áo dài của người lớn một cách đúng đắn nhất. Và còn một vấn đề nữa mà Hồng Thanh cũng rất là muốn nghe cái sự tư vấn của anh Dương Đặng, đó là so với trước đây thì chất liệu dành cho áo dài chỉ giới hạn trong một vài loại chất liệu quen thuộc. Còn hiện nay thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những loại chất liệu khác nhau được ứng dụng lên trên áo dài. Ví dụ như là chất liệu cotton như vừa nãy anh cũng vừa giới thiệu, hay là linen, hay là ren thì cũng đều được thể hiện với áo dài. Vậy thì mình cần phải có những cái lưu ý với những cái loại chất liệu đặc biệt nào trong quá trình sử dụng hay không ạ? Những chất liệu ví dụ như vải, tơ lụa thì đòi hỏi những cái sự chăm sóc khác nhau. Với bất kỳ loại chất liệu nào thì cái việc mà giặt khô cũng mang lại cái hiệu ứng đẹp nhất. Tuy nhiên nếu mà ở nhẹ thì mình cũng có thể giặt tương đối nhẹ nhàng, vì áo dài mà đâu có bị quá dơ hoặc là quá mặc lâu. Đa phần thì mặc thời gian ngắn, cho nên là không nên giặt chung với lại bất kỳ trang phục nào khác. Mình giặt nhanh thôi, và khi nó đang còn ẩm thì ủi sẽ là đẹp nhất. Lưu ý cái nữa là áo dài mình phải chịu khó ủi hai lần, tức là sau khi mình giặt xong, mình ủi nhẹ ra và mình cất vào trong tủ. Để trước khi mặc thường mình cũng cần phải ủi lại một chút. Ở một cái mức tương đối nào đấy thì không nên quá căng thẳng với việc chăm sóc. Chất liệu thì mình chỉ cần đưa ra những cái việc sử dụng những cái loại bột giặt phù hợp chẳng hạn. Ví dụ như tơ lụa thì nên đơn giản nhất, thay vì mình không có cái bột giặt riêng thì dùng bằng dầu gội đầu. Và tất cả các loại mà đồ có màu nhiều, tại vì áo dài thường dùng có màu sắc, thì đừng ngâm ở trong cái bột giặt.
Thường mình giặt thiệt là nhanh, gọn thôi. Sau đó mình hong cho nó khô đi và ủi lại là đơn giản, ở nhà mình đều thực hiện được hết. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Trương Đặng rất nhiều vì đã dành thời gian cho chương trình Kiến thức tiêu dùng ngày hôm nay và cũng đã cung cấp cho quý vị khán giả rất nhiều những cái thông tin thú vị và hữu ích liên quan đến việc làm sao để mình có được một cái chiếc áo dài thật là đẹp, thật là phù hợp với vóc dáng người mặc, cũng như là chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề gì để có được một cái chiếc áo dài sẽ đi theo mình trong cái khoảng thời gian lâu nhất. Xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hồng Thanh và hy vọng là quý vị khán giả sẽ chọn được những cái chiếc áo dài mà mình thật là ưng ý. Quý vị thân mến, bất cứ bộ trang phục nào để trở nên sống động và lung linh thì đều cần có sự phối hợp với phụ kiện. Áo dài truyền thống cũng thế, ngoài dáng chuẩn, mặc đẹp thôi thì vẫn chưa đủ. Người biết mặc áo dài đẹp còn phải tinh tế trong việc phối hợp với các phụ kiện đi kèm. Và sau đây thì Hải Triều và Hồng Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một số phụ kiện áo dài được các chị em chọn lựa nhiều nhất khi mặc loại trang phục này. Đầu tiên phải kể đến phụ kiện đẹp đi với áo dài là vòng cổ bản to. Đây là mẫu thiết kế có kiểu dáng trẻ trung hiện đại. Cấu trúc vòng cổ bản to thường có những hoa văn được đúc một cách cầu kỳ với những màu sắc bắt mắt nổi bật. Mix cùng với item này là những bộ áo dài xưa cũ trở nên mới mẻ thu hút hơn rất là nhiều. Thứ hai phải kể đến phụ kiện đẹp đi với áo dài là vòng ngọc trai. Cách kết hợp làm chiếc vòng ngọc trai dáng ngắn và dáng dài đơn hay là cuốn thành nhiều lớp là sự lựa chọn hoàn hảo thuần Việt nhất. Món đồ này không chỉ giúp người mặc trẻ trung hơn mà còn làm tôn lên sự sang trọng, quý phái, thu hút mọi ánh nhìn. Hơn nữa, vòng ngọc trai được kết khối chính là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Và thứ ba là phải kể đến phụ kiện đẹp đi với áo dài tiếp theo, đó chính là mấn cách điệu. Đây chính là món đồ làm cho những cô gái cá tính mạnh mẽ nhất cũng trở nên yêu kiều duyên dáng đến bất ngờ. Với những bộ áo dài truyền thống có họa tiết mang âm hưởng dân tộc thì chiếc mấn tiệp màu sẽ khiến tổng thể trở nên hài hòa và đẹp hơn. Và một phụ kiện khác cũng không thể thiếu trong việc làm tăng thêm sự duyên dáng cho chiếc áo dài, đó là túi xách, ví cầm tay. Để tránh sự cầu kỳ thái quá thì bạn nên lựa chọn những chiếc túi xách tay hay là ví cầm tay nhỏ gọn. Màu sắc nên là gam màu trắng đen hoặc là cùng tông với màu áo dài. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kiến thức tiêu dùng với chủ đề là mặc đẹp cùng áo dài ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức tiêu dùng được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 7 giờ 20 phút sáng thứ Ba tuần tiếp theo trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt.